Thầy chào luôn đàn sĩ Quỳnh Dương, thầy chào luôn Hoàng Kim Đăng. Rồi bây giờ em đánh chung với thầy từng cái đoạn một ha. Rồi sau đó mình học luôn nguyên bài, tại vì cái đoạn đầu khó, cái đoạn nhạc sĩ Quốc Dũng làm rất là dễ. Thầy cũng remind Quốc Dũng là chồng của ca sĩ Thanh Mai. Chị Thanh Mai học trước thầy chừng 1-2 năm, và lúc đó thầy là kiếp và chỉ là một cái cô thiếu nữ 18-19, lúc đó thầy còn có 10-11 tuổi à. Lúc mà thầy vô sau thì thầy phải file down rồi chỉ ký cho thầy cái chữ ký đó à. Ủa em học chung thầy Nguyễn Ánh Chính, thầy nói là em học sao chị? Tại em chén ra xanh. Rồi chị mới mở cái nhà hàng ở bên California, rồi lúc mà đi trình diễn á, thầy mới được gặp chị mới biết, ủa vậy là em là sao thầy? Rồi cái bà gì mà bị con của nhạc sĩ Nguyễn Ánh Chính, bà gì tên Ánh á, đó thầy, cái cô Ánh Tuyết á, Ánh Tuyết là sao nữa, Ánh Tuyết còn sao thầy nữa quý vị. Quý vị cứ nghĩ là cái tuổi thầy bằng cái tuổi chị Ánh Tuyết bây giờ đó, là ca sĩ mà nổi tiếng. Nhưng mà không biết sao mà khi mà thầy chết hay là những cái gì đó, chị Ánh Tuyết thì càng nổi hơn, tại là một trong những người học trò. Thì anh Nguyễn Quang Ánh nói là bà bị lợi dụng ba của tôi mới lên, chứ thầy chưa bao giờ lợi dụng. Phải nói cái tên của thầy Nguyễn Ánh Chính để thổi phồng thầy. Thực sự tất cả những người học trò của thầy đều là nổi tiếng, tại vì mình cái dòng, cái giống mình noi gương ổng thôi. Thì thầy hy vọng là cái bài nhạc này của chồng của chị Thanh Mai, quý vị phải nhớ lại chị Thanh Mai là ca sĩ Thanh Mai đó quý vị. Rồi mi mi re mi 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 re mi đô son mi re 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 fa son ti
cái điệp khúc để cho mình nhớ, rồi mình rap nguyên bài như vậy, có nghĩa là lời 1, lời 2, lời 3 giống nhau. Điệp khúc Zephyr có nghĩa là bài này theo dạng là A1, A2 là A1, A2, B section là B, rồi A3. Thì nó dễ quá mà, có nghĩa là mình chỉ cần 1, 2, 3 đoạn, chứ mình đem thành 2 ngày mình có câu giờ cũng chả có được lợi ích gì. Chứ những người vô quý vị có câu giờ cũng không được lợi gì. Thành ra thầy cô hát cho đánh nguyên một bài ngày hôm nay nha quý vị. Rồi bây giờ mình cô bắt lại cái last line của trang thứ nhất nha em. Đồ 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 nè mi thế. Good. Đồ 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 nè mi thế. Rê son 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 la.
Rồi bây giờ em chỉ còn son fa son fa son fa son fa mi mi son đó son 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 em đang đánh là son là đúng nhưng mà son thấp đó fa mi rồi mới đi rồi. Em đang ở line thứ tư nên em nghe duyên tơ trời đã cho nó ơi. Thay vì em ra số 1, em đang ở số 2 nha. Rồi fa mi son fa mi re do fa mi son fa mi re do cái chương trình No Skin nha.